Vừa qua, Quân trưởng Phòng không Không quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375. Đây là dịp để các đơn vị nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng phòng không, không quân. Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung trọng tâm của đợt diễn tập lần này. Trong đó, cơ động lực lượng ra vị trí sơ tán là một bước hết sức quan trọng. Các cơ quan đơn vị phải khẩn trương làm công tác chuẩn bị, thực hành cơ động người, vũ khí, khí tài, trang bị, đảm bảo bí mật, an toàn và sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện thời chiến, đêm tối, địa hình phức tạp, mặc dù thời tiết miền Trung nắng nóng, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, song từ cơ quan đến các phân đội đã làm tốt công tác chuẩn bị, bám sát các yêu cầu của cuộc diễn tập, thực hành đúng quy trình, thời gian, nắm chắc thứ tự, nội dung các bước về công tác chỉ huy tham mưu tác chiến trong quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị, thực hành và khôi phục chiến đấu. Nhiều nội dung được các đơn vị tổ chức luyện tập như hành quân chiếm lĩnh trận địa, làm văn kiện chiến đấu, tổ chức ăn ở, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong điều kiện dã ngoại, xử trí các tình huống tác chiến trên không, mặt đất. Thông qua đợt diễn tập lần này, các đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ huy, sử dụng lực lượng. Với nhiều đề mục mới, khó, các lực lượng của Sư đoàn 375, Sư đoàn 372 đã thực hành diễn tập theo 4 giai đoạn với 9 vấn đề huấn luyện quan trọng sát với thực tế chiến đấu như đảm bảo bí mật trong chiến đấu, điều kiện chiến đấu căng thẳng ác liệt, địch sử dụng nhiều lực lượng vũ khí công nghệ cao. Đặc biệt trong đợt diễn tập lần này, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, khai thác sử dụng các loại khí tài hiện đại được các đơn vị sử dụng hiệu quả. Đây là một trong những nội dung thiết thực để bộ đội sử dụng thành thạo các loại phương tiện, thiết bị hiện đại, sát với thực tiễn của cuộc chiến tranh hiện nay. Cuộc diễn tập lần này đã góp phần rèn luyện nâng cao trình độ toàn diện cho bộ đội, đặc biệt là trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến cho các lực lượng phòng không, không quân trên địa bàn miền Trung. Đây là cơ sở để Quân chủng Phòng không Không quân đánh giá tham mưu đề xuất với trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, đồng thời giúp Quân chủng nghiên cứu điều chỉnh bổ sung hoàn thiện phương án kế hoạch tác chiến, bảo vệ chủ quyền biển đảo, kế hoạch bảo vệ biên giới vùng biển, vùng trời, sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.